Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và các tỉnh miền Bắc, chuẩn bị đón đợt rét đậm vào đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vâng ạ, đáng chú ý là trong đợt rét lần này thì nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và khu vực Bắc Trung Bộ thì trong ngưỡng là từ 15 đến 17 độ. Khoảng chiều tối và đêm nay mùng 7 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trước khi không khí lạnh đổ bộ, ngày 7 tháng 2, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày mùng 8 tháng 2, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Riêng khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 8 tháng 2, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối và đêm 7 tháng 2, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Đêm 7 tháng 2 trời chuyển rét, từ ngày 8 tháng 2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Cũng khu vực này từ đêm 8 đến ngày 9 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 10 cho đến ngày 13 tháng 2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 14 tháng 2, đêm và sáng trời rét. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, rét đậm đợt này có khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ đông xuân. Mưa dông kèm theo các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Và bên cạnh đó thì mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng và thấp.